Cận kề ngày lâm bồn, cặp vợ chồng trẻ Lucie Tuấn Dương vẫn livestream cực nhiệt không ngừng nghỉ. Đây, mình đắp lưng người thôi. Đây này. Đấy, cũng ok. Mọi người nhìn thấy cái giao diện của tôi nha mọi người. Từ khi mà thấy bà này nhá, bà có con, tại vì có cảm giác giống như thiếu tiền hay sao mọi người, nên là cũng rất bất chấp. Doanh thu một đêm chạm ngưỡng 9 số 0. Vỡ hòa cảm xúc phiên livestream đạt 9 số 0 đầu tiên của hai đứa mình. Cái bà bầu này này không hiểu sao vái máu thế, cái chiếc này có bầu mà vẫn gọi là cố gắng cháy hết sức với cả mọi người luôn. Dù đã cận kề ngày sinh, thế nhưng mẹ bầu Lucie vẫn chăm chỉ cày ngày, cày đêm livestream bán hàng. Trong một phiên live, cặp vợ chồng trẻ này đã khiến người nhà nhà bất ngờ ngạc nhiên khi đạt doanh thu chạm ngưỡng 9 con số 0, tức là hơn 1 tỷ đồng. Xem đến đây thì đúng là ai cũng phải ngưỡng mộ trước cái trình cá kiếm của cặp vợ chồng này. Chưa dừng lại ở sự nghiệp livestream bán hàng, mẹ bầu Lucie còn kiêm luôn cả vai trò làm thợ chụp hình cho shop đồ của mình. Hôm nay mọi người sẽ thấy Lucie với một vai trò rất là khác, mà chính là trong vai trò một photographer nha. Nếu mà nói về nhiếp ảnh thì chắc là Lucie phải cầm máy được hơn 10 năm rồi. Thấy chị hăng say làm việc thì dân tình vừa ngưỡng mộ nhưng cũng vừa xót. Thời gian này nên là khoảng thời gian để cô nàng tĩnh dưỡng. Thế nhưng hẳn là do quá đam mê với công việc, nghỉ một ngày là bứt rứt tay chân nên Lucie mới làm việc nhiệt huyết thế này đây. Cô nàng chính là mẫu phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà mà bao chị em phải ngả mũ thán phục đây mà. Nói về bí kíp để luôn có tinh thần tràn trề, cô nàng cũng chia sẻ rằng việc được sắm đồ đẹp cũng là một cách để khiến tinh thần cô trở nên cực kỳ vui vẻ. Mà trước giờ mọi người hay hỏi Lucie là hả? Tại sao khi mà Lucie mang bầu, Lucie lại năng lượng và vui vẻ đến như vậy? Tụi này đồng căn phòng mà làm cho mình cảm thấy mình rất là dễ thương và rất là năng lượng đấy chính là nhà đồ này. Chưa dừng lại ở đó, Lucie cũng cho rằng việc yêu và lấy được đúng người mình yêu cũng là một bí kíp hạnh phúc cực kỳ hiệu quả. Từ ngày mà mình yêu ông bố gì thì mình thấy mình trẻ hẳn ra mọi người ạ. Vui đùa và được mặc đồ đẹp với nhau là đủ hạnh phúc. Để chuẩn bị cho hành trình làm bố mẹ bỉm sữa của mình, cặp vợ chồng trẻ cũng đã nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị hẳn một phòng riêng dành cho em bé. Căn phòng được bài trí đơn giản, cùng với đó là những món đồ cực đáng yêu. Bên cạnh đó, cả hai còn tích cực làm những công trình thiện nguyện. Việc khởi công xây dựng 3 cây cầu ở Trà Vinh cũng là một món quà mà vợ chồng Tuấn Dương Lucie dành tặng cho bé con đầu lòng. Và ba mẹ rất là hy vọng sau này con là một người có đức trước khi có tài. Sống thật là vui vẻ và hạnh phúc, thế là được rồi, ba mẹ không mong gì hơn cả. Ngoài những lúc chăm chỉ cày kiếm cơm thì cặp vợ chồng trẻ này cũng chạy nước rút đi du lịch, mua nơi để tận hưởng cuộc sống thành thơi trước khi trở thành bố bỉm, mẹ bỉm. Cặp đôi cũng khiến nhiều người phải trầm trồ bởi độ chịu chi, chịu chơi mỗi lần đi du lịch tận hưởng. Nên là ráng đưa bà này đi chơi nhiều hơn xíu. Tại vì cái chân bà này là chân đi, bà không đi chơi nhiều là bà ấy bứt rứt lắm. Nhưng mà đi chơi hơi nhiều là cũng stress nha mọi người. Tổng cộng chuyến đi hết chi 8 củ SOS. Chi phí cho những chuyến du lịch của Lucie Tuấn Dương cũng là con số khiến nhiều người phải trầm trồ không ngớt bởi độ sang chảnh khó ai sánh bằng. Cặp vợ chồng này là minh chứng cho việc chơi được mà làm cũng được. Với cái năng lượng tràn trề của cả bố và mẹ thì em bé nhà Lucie Tuấn Dương dù chưa ra đời đã được dự đoán là một nhóc tỳ vui vẻ, mang năng lượng cực kỳ tích cực rồi. Chuyện tình của cặp đôi là minh chứng cho chuyện tình yêu không phân biệt tuổi tác, chỉ cần cả hai dành cho nhau những tình cảm chân thành là đủ. Dù đã nhận lời cầu hôn, đăng ký kết hôn và sắp tới là chuẩn bị đón con đầu lòng, thế nhưng cả hai vẫn chưa làm đám cưới. Nói về vấn đề này, cả Lucie và Tuấn Dương muốn sinh em bé trước và muốn con chứng kiến được hạnh phúc của bố mẹ trên lễ đường. Hẳn là trước đám cưới của cặp chị ơi, anh yêu em này sẽ cực kỳ hoành tráng đây. Bạn có cảm nhận như thế nào về cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng son này? Cùng chia sẻ với chúng tôi nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.